hỏi: "Nếu con đi trộm tiền hay lừa gạt người để lấy tiền, rồi đem tiền đó cúng sư phụ để xây dựng đạo tràng, thì đó là thiện hay ác?" Đáp: "Đấy gọi là tạo mầm mống bất tịnh, không trong sạch. Nhân địa bất chân, quả tao du khúc. Nhân không tốt thì sẽ gặt quả hư méo. Nếu chú xây chùa theo kiểu như vậy thì chùa cũng bị sụp đổ rất mau thôi." "Nhưng tiền đó là do chúng con trộm lấy, chứ sư phụ nào có làm chuyện gì xấu đâu." "Nhân quả là không thể nào lừa gạt được." "Nhân quả là nhân quả của con mà." "Dù rằng nhân quả của chú, nhưng cũng không được lừa dối. Bởi là nhân quả của chú nên mới càng không được dối trá. Như chú đánh bài được thắng rồi, đem tiền đó để cất chùa. Khổng Tử cũng đã nói: "Phú dữ quý thị nhân chi sở dục giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất sử giả." Tức mọi người đều muốn được phú và quý, nhưng chúng ta không nên giữ lấy của phi nghĩa. Nếu là của không hợp pháp thì giàu có được tôi cũng không muốn đâu. "Bần dữ tiện thị nhân chi sở ố giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất cứ giả." Bần cùng và hạ tiện thì mọi người đều không ưa, ai ai cũng không muốn, nhưng cũng không mong được của phi nghĩa. Cho nên nếu là của không hợp pháp thì tôi thà an bần lạc đạo, dù sống trong bần tiện tôi cũng không rời bỏ cảnh bần tiện. Hỏi: "Sau khi chết, loài động vật có thể đi đầu thai không?" Đáp: "Loài động vật giống như người là chết rồi cũng đi đầu thai vậy. Đời này là người qua, đời sau là người Mỹ, đời sau nữa là người Nhật. Tất cả đều có thể di dân, đi khắp nơi. Tánh linh của động vật cũng di dân. Do tùy theo nghiệp lực, tư tưởng, hành vi của mỗi loài mà không giống nhau." Hỏi: "Sau khi quy y Tam Bảo, chúng con có thể đi đến những chỗ phong nguyệt không?" Có vị pháp sư nói rằng chỉ cần trả tiền là được. Xin hòa thượng dạy bảo, làm như vậy là phạm giới phải không? Đáp: "Chú đã quy y rồi mà vẫn còn muốn chui vào đường địa ngục nữa sao?" Ha ha ha,